bạn với chương trình Khảo sát Cuộc Sống. Sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên với câu hỏi thứ nhất. Đây là câu hỏi được khảo sát cho 100 người và có 5 đáp án đang nằm trên bảng điểm. Câu hỏi là: ngoài Bà Rịa, hãy nêu địa danh khác ở Việt Nam cũng có từ bà ở phía trước. Xin mời bảng điểm. Có hay không ạ? Để xem có hay không. An toàn về phòng cháy, chúng ta cần để ý khi đốt thứ gì ở nhà. Để xem có hay không. Rất hay. Có hay không ạ? Có không nào bảng điểm? Xin mời bảng điểm. Hãy xem các đáp án còn lại. Sau câu hỏi thứ hai, số điểm của bạn như sau. Tỷ giá tăng như điên. Người có tiết kiệm là người tỉnh táo. Chuyên gia tài chính quốc tế của bạn KKK Bank. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vòng thứ ba, cũng là vòng thi cuối cùng để quyết định vào vòng đặc biệt. Người ta thường mong ước điều gì vào dịp năm mới? Để xem có hay không. Kết quả khảo sát. Có hay không bảng điểm? Xin mời bảng điểm. Tôi sẽ mở nốt các đáp án còn lại. Chúng ta hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Chúc mừng bạn đã giành quyền vào vòng thi đặc biệt. Siri, tôi cần tiền đổ xăng, nhưng bây giờ tôi không có gì cả, tôi phải làm sao đây? Bạn có thể thử tải xuống trò chơi này, nhận 300.000 đồng Việt Nam chỉ để tải xuống. Chào mừng các bạn trở lại trò chơi khảo sát 100 vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn có 5 câu hỏi và 2 lượt trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm, bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn sẽ giới thiệu món ăn nào của Việt Nam cho người nước ngoài?
theo bạn, phụ nữ thích mùi tinh dầu được chiết xuất từ hoa gì? Những môn thể dục thể thao nào mà bạn có thể tập hoặc chơi một mình? Ngoài bóng đá, môn thể thao nào phải có hai đội nhiều người khi thi đấu? Hãy kể tên một môn thể thao có thể chơi bằng một tay. Sau lần thi đầu tiên ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu đầu tiên, chúng tôi hỏi bạn, bạn sẽ giới thiệu món ăn nào của Việt Nam cho người nước ngoài? Bạn đã nói là... Tiếp theo, chúng tôi hỏi, theo bạn, phụ nữ thích mùi tinh dầu được chiết xuất từ hoa gì? Bạn đã nói... Chúng tôi hỏi, những môn thể dục thể thao nào mà bạn có thể tập hoặc chơi một mình? Và bạn trả lời... Số 4. Ngoài bóng đá, môn thể thao nào phải có hai đội nhiều người khi thi đấu? Và bạn nói rằng... Và câu hỏi thứ 5. Hãy kể tên một môn thể thao có thể chơi bằng một tay. Và bạn nói rằng... Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để tiếp tục lượt thi thứ 2. Lượt thi đấu thứ 2 của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Bạn sẽ giới thiệu món ăn nào của Việt Nam cho người nước ngoài? Bạn, phụ nữ thích mùi tinh dầu được chiết xuất từ hoa gì? Những môn thể dục thể thao nào mà bạn có thể tập hoặc chơi một mình? Ngoài bóng đá, môn thể thao nào phải có hai đội nhiều người khi thi đấu? Hãy kể tên một môn thể thao có thể chơi bằng một tay. Sau lượt thứ hai ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi số 1. Bạn sẽ giới thiệu món ăn nào của Việt Nam cho người nước ngoài? Bạn đã nói là... Câu thứ hai, chúng tôi hỏi, theo bạn, phụ nữ thích mùi tinh dầu được chiết xuất từ hoa gì? Và bạn đã nói là... Câu tiếp theo, những môn thể dục thể thao nào mà bạn có thể tập hoặc chơi một mình? Và bạn nói là... Chuyển sang tin tức ở miền Trung, tại Quảng Trị thì từ tối qua đến sáng nay lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 120mm, đặc biệt là ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Kho, có những điểm mưa lên đến gần 200mm. Câu thứ tư, chúng tôi hỏi, ngoài bóng đá, môn thể thao nào phải có hai đội nhiều người khi thi đấu? Và bạn nói là... Và câu cuối cùng, hãy kể tên một môn thể thao có thể chơi bằng một tay. Và bạn trả lời là... Như vậy, bạn đã vượt qua...